Dạ vâng, phải nói là những cặp combo G4000 liên tiếp lên đường. Phải nói cái sức nóng và sức hút của cặp G4000 thì các anh em biết rồi đó. Nó rất là chất trong cái dòng loa karaoke phân khúc loa cây nhiều đường tiếng. À, những hình ảnh, những video thực tế mà bên Zika chúng em đi bàn giao lắp đặt và cũng như cái bộ combo cho em gửi bưu điện. Cũng như thời điểm hiện tại thì các anh em không phải lo lắng về vấn đề vận chuyển nhé. Em gửi bưu điện thì hoặc là đi ship thì có đội ngũ kỹ thuật sẽ phải chuẩn bị sức khỏe rất tốt để phục vụ anh em.